IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trời xa ngỡ rằng như em vẫn đây. Em cũng nghĩ bạn không hát hay luôn. Tại vì có thể cái công việc bụng hát bụng gì đó. Dù là phối hợp nhịp nhàng nhưng vẫn không hay. Tại sao? Ánh mắt đó là ánh mắt không biết hát. Hai đứa mới có dịp mới làm được cái chuyện này. Xuất sắc, số 6, anh bảo vệ bất chấp nha số 6. Hỏi tình yêu là chi, sao khiến ta luôn mong chờ, nhìn về phía nơi khung trời xa ngỡ rằng như em vẫn đây. Tình đôi ta mới yêu ban đầu sao luôn ấm nồng, tình đôi ta mới yêu ban đầu sao luôn ấm nồng, tình đôi ta mới yêu ban đầu sao luôn ấm nồng. Gặp được nhau chút thôi mây mù cũng đẹp như nắng thu, rồi dòng to gió tan đến gọi của anh trong trái tim người chẳng vấn vương, chẳng luyến thương sao về hai hướng. Phía xa vời có anh đang chờ, đến giữa đường thấy em hững hờ, trời xanh bỗng làm cơn giông tố khiến em dừng lại. Nếu muôn vàng phút giây bên nhau chẳng phải được lý do xa nhau, vậy thì thôi để cho chúng ta sẽ hợp hay ta. Hỏi tình yêu là gì? Hỏi tình yêu là chi? Tình đôi ta mới yêu ban đầu sao luôn ấm nồng, rồi dòng tố gió tan tên gọi của anh trong trái tim người. Rồi dòng tố gió tan tên gọi của anh trong trái tim người. Chẳng nhớ thương, chẳng vấn vương sao về hai hướng. Phía xa vời có em đang chờ, đứng giữa đường thấy em hững hờ. Trời xanh bóng làm con sóng tố khiến em ở lại. Nếu muôn ngàn phút giây bên nhau chẳng phải được lý do xa nhau, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay tan. Một tình yêu về hai lối, người thật lòng nhất sẽ đâu khi ai rời ta đi. Một từ nhân duyên hay chúng ta chọn như thế. Phía xa vời có em đang chờ, phía xa vời có ai đang chờ, đến giữa đường thấy em hững hờ. Trời xanh bóng làm cơn giông tố phải
được lý do xa nhau. Vậy thì đừng để cho chúng ta sẽ hờn hay ta. Vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay ta. Em nở một nụ cười được không? Gương mặt bé hát vẫn buồn nha. Thậm chí còn buồn hơn bình thường nữa. Em thấy chưa mình? Cái tiết mục của em làm sao vui vào tiết mục này được. Mặc dù mặt của con bé rất là buồn nhưng mà khán giả vui. Đúng. Em giới thiệu về em đi Gân, nói chuyện cho vui nè. Dạ tên em là Huỳnh Nguyên Phong ạ. Và Huỳnh em đến Nguyên Phong từ Phú Yên ạ. Em có biết là em rất đặc biệt không? Cái mặt em nó hiện hai chữ hát dở liền luôn á. Em hiện nay đang làm gì? Tại em là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em làm nhân viên bán hàng ạ. À. Bán hàng gì em? Em bán giày dép ạ. Em ơi, thường nhân viên bán hàng cái mặt người ta niềm nở lắm em. Nhưng mà mặt mình buồn như vậy rồi mình bán hàng được không em? Dạ em chỉ bên giữ xe thôi. À. Gì kỳ vậy? Nhân viên bán hàng bên giữ xe là sao? Em giữ xe khi khách vắng thôi, còn khách đông em bán hàng. Ê, nói chuyện hơi mâu thuẫn chứ. Giữ xe khách dẫn. Còn khách đông thì bán hàng rồi ai giữ xe? Dạ, khóa xe lại. Khóa xe lại. Bà Ngân này, bà rất là tài tình. Bà làm cho em lừa được anh luôn. Không có tài tình hết trơn, cứ mình em dở thôi. Nhưng mà chúng ta đã có được một tiết mục rất là vui từ một anh bạn dễ thương. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Mời các anh em chúng ta lên đây nè. IV Moda, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.